Vâng, xin chào tất cả các bác đã trở lại với ông Tính Chuông. Nhà em thì hiện tại không không còn cái chỗ để kê cái đồng hồ nữa, cho nên là quay nó bị chéo cánh. Và các bác đứng ở cái phía bên tay trái màn ảnh này thì nó không có quay được cái đồng hồ. Chứ em phải đứng chéo cánh một lúc ra này để nhìn thấy cái đồng hồ. Đấy, các bác thông cảm cho. Với thứ hai là lát nữa em sẽ quay gần hơn để các bác nhìn kỹ hơn các bác nhá. Đấy, các bác là yêu mến những món đồ nào thì xin ủng hộ thì xin liên hệ giúp em. Đó, nhà em thì hiện tại còn ít đồng hồ nó đang về. Đấy, đây là một chiếc đồng hồ tủ ba vuông. Đấy, còn thứ hai nó là cây dòng cổ của Đức, hai cây cổ quang nhá. Đấy, thì em hiện tại cũng gần như vãn hàng rồi. Đấy, còn những cái đồ để cô linh tinh thôi. Đấy, sẽ quay đến các bác chi tiết từng món một để các bác vâng ủng hộ món nào phù hợp để các bác ủng hộ cho cửa hàng nhà em. Đấy, khu nhà em thì ô tô đậu thoải mái các bác nhá. Đấy, các bác đậu thoải mái ô tô. Đây, địa chỉ nhà em là số nhà 02 dãy TT4 khu đô thị Văn Phú, Hà Nội các bác nhé. Đấy, các bác chủ đại mảnh của em đây có cả số tài khoản ngân hàng quân đội Đỗ Văn Giang, đây số tài khoản trùng với số điện thoại các bác nhé. Đấy, cho nó dễ nhớ. Đấy, các bác chủ đại màn ảnh thì khi có việc gì cần thì liên hệ giúp em. Bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chiếc đồng hồ tủ cây trước. Và đây là một chiếc đồng hồ tủ cây được gọi là ba buồng, bởi vì nó có ba cái phần cánh với nhau thì người ta gọi là ba buồng. Và chiếc này khá bự. À, chiếc này chiều cao nó rơi vào đến tầm khoảng độ xem nào, phải 2m3, khoảng đâu đấy, khoảng gần 2m3 các bác ạ. Vâng, rất là cao. Và máy vanh gỗ trên chúng ta nhìn thấy rằng là gỗ thịt nằm uốn các bác nhá, rất là đẹp nhá. Đây ạ, có thể nhìn luôn đây ạ, phần gỗ thịt đây ạ. Đấy, nó uốn nguyên bản các bác nhá, thành bên này như vậy, nhìn nạc và rất là đẹp nhá, không cong vênh, không mối mòn. Đấy, cả về phần sơn này trang trí là cũng là phần gỗ, rồi phần hộp này chúng ta có thể mở ra được này, cái hộp này. Đó, hộp này mở được. Đó, trước này để sử dụng chìa khóa. Đây, chìa khóa để khóa lại hoặc là mở ra. Khóa chung là mở được 3 cánh. Đấy. Chiếc đồng hồ này thì có chế độ ngắt trong đêm tự động và ngắt bám tự động. À, tự động tức là cứ đến đêm nó ngắt, và bám tự động tức là khi nào cần thì chúng ta ngắt cả đêm. À, bốn góc là bốn hoa văn bằng đồng các bác nhá, bốn hình thiên thần. Đấy, ở trên này thì có lịch trăng sao. Đấy, có chữ là Asia, châu Á đúng không ạ? Rồi Pacific. À, đấy, chúng ta nhìn thấy rằng đây là cái hình bán cầu của quả trái đất người ta đang mô phỏng lên hai bên. Đấy, và giữa đó là hình mặt trời biểu tượng cho lịch âm lịch của người đông phương chúng ta. Và cái lịch âm là cứ chạy. Đấy, cái lịch âm là nó cứ chạy các bác nhá. Đấy, khi nào đến ngày rằm, ngày âm bao nhiêu thì cứ chạy như bình thường. Ví dụ như là hiện tại như chúng ta nhìn theo hướng này thì nó đang đưa ngày 17 âm lịch, chúng ta nhìn xuống nó sẽ đúng mũi tên. Đấy, sắp đến ngày 20 rồi. Đấy, đôi khi nó chạy dần nó chìm đi. Đấy, và chiếc này thì sử dụng kim rốn hay còn gọi là kim dây, đó là hai từ ngữ để miêu tả của chiếc đồng hồ này. Mặt bên trong mặt hai lòng, một nền nhỏ để thể hiện kim dây, một mặt ngoài để thể hiện mặt trời, còn mặt ngoài nữa thì là để số nổi các bác nhá, số nổi. Đấy, số hiện đại, kim phút kim giờ, chế độ ngắt trung đêm silent và chim mê. Đấy, rất đẹp. Và chiếc này thì đặc biệt đó là sử dụng kính mài pha lê, hay chúng ta nhìn thấy là kính nguyên mài cạnh này, máy nguyên bản về nhá, từ châu Âu về nguyên bản nhá. Đấy, rất là đẹp. Đấy, phần bên dưới này chúng ta sẽ nhìn hoa văn tiếp theo. Đấy, cái này thì to, nó có hai cái phào hai bên này, cái phào hoa này hai bên rất nổi. Đấy, kính cũng là kính mài tiếp này. Đấy, kính mài tiếp này, bản nề đây ạ. Đấy, cái này có mã là 2410 các anh nhá. Đấy, kính mài ở đây cũng là kính mài luôn này, kính mài cạnh, đây cũng kính mài cạnh này. Chiếc này rất đặc biệt, nó mài cạnh. Đấy, con này thì chúng ta nhìn thấy nó ba quả tạ đúng không ạ? Có nhìn thấy em luôn soi gương, rất là đẹp, rất là sáng. Quả lắc đàn to nhá. Đấy, kính mài hoa lê, chìa khóa, ổ khóa bằng đồng. Đây. Đấy, cái này nó có điện bên trong nhá, lúc nào các bác cần điện thì em sẽ bắt điện cho các bác nhá. Nó sẽ có dây điện đây ạ. Đây, phía trên các bác nhìn chưa ạ? Đó, điện đấy. Đấy, nó có hai bóng bên trái bên phải để khi chúng ta ở đọc phòng khách hay là chúng ta xem TV hoặc chúng ta để điện ngủ thì chúng ta vẫn để như bình thường nhá. Vậy tức là cái này có điện. Chìa khóa rất là trơn. Phần bên dưới này nó cũng là phần hình buồng các bác nhá. Đấy, cái này để các bác để sổ đỏ, để vàng. Vâng, để sổ đỏ, để vàng. Nếu bác nào có rượu thì cất trong đây. Vâng. Chiếc này sẽ đo kích thước cho các bác luôn. Em sẽ đo chiều cao cho các bác chuẩn luôn. Cái này đẹp đấy các bác nhá, rất đẹp đấy ạ.
Chiều cao của chiếc tủ này là 2m2 đúng không? 2m2 chiều rộng. Chiều rộng là 73 các bạn, 73 đến 75 đấy các bạn nhá. 73 đến 75 cm các bạn nhá. Đấy, 73 đến 75 cm, gỗ thịt rất là đẹp nhá. Gỗ sồi nhá. Đấy, bây giờ em sẽ mời các bác cùng lắng nghe chuông. Chiếc này thì đã lau dầu căn chỉnh rồi. Rất đẹp. Mã 2410. Tiếng rất nhẹ nhàng các bác nhé. Đang thử chuông này, nhiều bác thử chuông kia nào. Hốc để mở cái này ra, và này 8 côn. Đấy, máy các bác nhá. 8 côn nhá. Đấy, bây giờ em sẽ mở cho các bác kiểm tra máy, vì những bác ở xa thì mua thì cũng nên kiểm tra được cái máy. Nhá. Máy này nhấc cả. Dạ, yeah, nhấc cả. Không nhấc mặt. Vâng, hơi khó các bác nhá. Thôi thì em sẽ không, nếu bác nào đấy thì em sẽ chụp ảnh gửi Zalo các bác thôi. Còn máy này là máy cam kết, máy đến từ Đức các bác nhá. Cam kết là tủ đến từ Đức nhá. Đấy, nên là cái máy này bây giờ muốn nhấc ra thì phải tháo kim này. Tháo hết cái bộ mặt này ra rồi mới nhấc được. Thôi không phải này, đây này. Đấy, cho nên nó hơi nhì nhằng một tí. Đây là các bác thông cảm cho, vì em không ngại đâu, nhưng mà nó nâu lắm. Ở đây là quay em chỉ mong là đơn giản để các bác xem các bác là thiện chí đến chiếc này. Còn máy này là máy của Đức Zin, cam kết bảo hành cho các bác 3 năm về mặt kỹ thuật. Đấy, cao 2m2, rộng 75 phân. Đấy, gỗ thịt rất đẹp. Đấy, các bác thể nhìn cho em từ xa, từ trên dưới này. Em sẽ để máy nó gập xuống nhá. Đấy, các bác nhìn cho em. Kính mài pha lê toàn phần. Đấy, các bác nhìn có gương soi được cả em. Đấy, rất là đẹp. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy nó rất là đẹp. Đấy ạ, gỗ liền lạc hết các bác nhé. Đây là màu nguyên bản, chưa có đút tát lại gì nhá. Nhưng em chỉ có lau bụi qua thôi nhá. Đấy, dạng chân đế, dạng váy đụp. Vâng, váy phủ chân rất là đẹp. Kính mài pha lê chung quanh luôn. 5 tấm ngang này đều mài pha lê hết. Chiếc này rất đặc biệt. Bởi vì thông thường thì nó chỉ có mài mặt trước thôi. Nhưng chiếc này mài cả hông cạnh. Rất là bệ vệ và rất là nặng nhá. Đấy, 8 gông 8 búa đây, máy đây. Các bác nhìn thấy máy đồng, máy zin này nhá. Cam kết các bác là máy zin nhá. Đấy, nó cái này nó muốn lấy thì phải tháo phần máy ra. Đấy, còn máy này em cam kết các bác là máy Đức. Đấy, các bác mà cần có thể chụp lại nguyên cái ảnh này để khi nhận hàng kiểm tra luôn. Đấy, nhà em thì bán hàng thì một con ốc không mất đi. Đấy, rõ quan điểm bán hàng. Đấy, các bác có thể chụp lại cho em. Đấy, cái chi tiết này chụp lại để cần so sánh thì không có chạy đâu được đâu. Chúng ta gọi là bài toán để yên tâm thôi, chứ thực ra thì bác mua chiếc đồng hồ, con mua từ xa như thế này thì là mua vì niềm tin, nói thật như vậy, vì niềm tin mình mua hàng thôi. Đấy, chiếc này hiện tại là có mã 2410, em đang giao lưu đến tất cả các bác là 32 triệu đồng. Đấy, vận chuyển tận nơi cho các bác nhá. Đấy, vận chuyển tận nơi, bảo hành 3 năm, hỗ trợ trọn đời cho các bác, cam kết đó là hàng đến từ Đức, từ vỏ máy, mặt, nắp, tạ, kim, ruột. Ok, vậy bác nào yêu mến thì xin liên hệ lại dùm em theo số điện thoại 0928 538 538 các bác nhá. Đấy, chiếc tủ cây rất là đẹp. Rồi, tiếp đến còn một chiếc tủ cây này tiếp tục nữa, đó là một chiếc tủ cây dáng Louis. Chiếc này thì rất là đặc biệt, những bác nào phải chơi thật sâu đến dòng tủ cây thì khi nhìn cái tủ cây này là sẽ biết rằng cái chất lượng nó đến đâu các bác nhé, mới biết là chất lượng đến đâu. Đấy, các bác có thể nhìn cho em là phần trên cùng đó là phần gỗ đục trực tiếp trên đầu của cái đồng hồ nha, cầu hoa nha các bác nha, rất đẹp nha, đục trực tiếp, chạm trổ trực tiếp luôn. Đấy, nhìn hoa văn này, à các bác này, đục rất là mịn nha. Và mặt vanh này cũng là mặt vanh hoa văn này. Bộ mặt này, những bác nào chơi đồng hồ cổ thì riêng bộ mặt này không mua phải đến từ 17-20 triệu. Riêng bộ mặt này này, mặt số nổi này, đây này cho các bác xem, mặt dập nổi mà cổ như thế này. Đấy, dập nổi cổ hoa đoan đồng này,
và bộ tạ này, các bác nhìn phê chưa ạ? Có chất lượng không các bác? Đây cái bộ tạ các bác nhìn có chất lượng không ạ? Mặt nắp tạ có một đây, hàng này là hàng độc dược nha, hàng hiếm nhá. Tìm không có các bác nhá. Tùm không có, không đắt. Nhưng mà tìm không có nó lại vậy cơ, chứ không phải là đắt. Chứ giá mấy trăm triệu thì lại là một lé. Mà đây là kể cả có đến bằng này thôi nhưng mà tìm cũng không được các bác nhá. Đấy. Bác nào lấy chiếc này thì xin báo em, bây giờ em sẽ mời các bác cùng kiểm tra kích thước, chiều cao, cân nặng, nội tạng máy. Đấy, hoa văn đục này, bốn góc các bác này. Bốn góc này. Bên dưới hoa văn tiếp này. Chân này. Úi giời ơi, quá chất luôn. Quá chất lượng các bác ạ. Thật sự luôn. Đấy, bây giờ em sẽ mời các bác cùng nghe tiếng chuông. Con này ông chuông thì thôi không thể chê được. Em chuẩn bị về một bộ mạ bạc anh ạ. Một bộ mạ bạc đang về. Vâng, cái bộ màu vàng thì khách lấy rồi anh ạ. Chê đâu ạ, âm không chê đâu, chất âm quá hay đâu. Bộ tạ anh đợi em tí nhé, em đang quay clip. Đấy, bộ này quá đẹp các bác, mặt nắc tạ kim đấy. Có mấy bác khách đang xem đồ lúc đang coi, bác thông cảm cho. Đấy. Đây bây giờ em sẽ mở cho bác kiểm tra máy. Những bác nào mà chơi tủ cây mà nhìn thấy bộ tạ này thì biết giá trị của nó nhé. Riêng bộ tạ không mặt nắc tạ là giá em thợ mua, nếu như mà người ta có bán thì nó là gần 20. Đấy, còn chưa nói đến cái tủ này, nó là tủ đục chạm trổ trực tiếp. Đấy. Giá Louis, các bác là chơi sâu đến dòng tủ cây thì mới biết đến cái giá trị. Còn nếu mà nhiều khi các bác nghe giá các bác giật mình. Nhưng mà cái dòng này như vậy, bọn em mua nó cũng đắt chứ không phải là đơn giản. Đây chúng ta sẽ nhìn máy. Máy chuẩn motor của Đức các bác nhé. Máy là máy motor của Đức nhé, máy chuẩn nhé. Chúng ta nhìn của côn nó có chữ Webmeter ở trên. Cái côn lâu thế là côn đặc trưng của dòng motor. Máy này máy motor chuẩn nhá. Hàng Đức cổ. Con này có chuyện DR. Vâng, DR tức là cái chuyện này thì nó là cái tiêu chuẩn của châu Âu với những dòng đồng hồ trong hiệp hội các bác nhá. Nó rất là chuẩn. Đấy, và chiếc này em sẽ đo cho các bác chiều cao. Chiếc này rất đặc biệt đấy. Nếu bác nào thật sự là chơi sâu đến tủ cây thì mới biết đến cái dòng mặt nắc tạ như này. Nó rất là khó kiếm trên thị trường, nó không đắt nhưng mà nó khó kiếm, kiểu đôi khi mình nhờ tìm cũng khó. Đục chạm trổ trực tiếp nha, chứ không phải hoa nối đâu. Chiếc này có chiều cao ở đây là 2m33 các bác nha, 2m33 và chiều rộng nhất đó là 52 các bác nha, 52cm. Vâng, 52cm và 2m33. Đấy, chiếc tủ cây đến từ Đức, hàng xịn sò. Chiếc này hiện tại em đang giao lưu đến tất cả các bác với giá trị là 50 triệu đồng. Mã là 2551 các bác nhá. Mã 2551. Bộ này là bộ co một lê cả mặt nắc tạ, hàng cổ nhá. Hàng cổ âm hay và là hàng đục trọng trổ trực tiếp. Nên giá trị sưu tập nó rất là cao. Đấy. Nó rất là cao. Đấy, các bác có thể nhìn từ xa. Đây em đang nhìn từ xa để các bác nhìn thấy cái dáng tủ cây. Đấy. Đó, có hai sản phẩm như vậy. Ok. Vậy bác nào yêu mến chiếc tủ cây nào thì xin báo dùm em. Chiếc bên tay trái tủ 3 buồng
là 32 triệu có lịch trăng sao, kính mài pha lê xung quanh. Còn chiếc bên tay phải đó là chiếc đến từ Đức, dáng Louis các bác nhé, dáng Louis hàng của Motor, hay gọi là Motor. Đấy, chiếc này là giá trị là 50 triệu đồng. Đấy, có hai chiếc rất là VIP. Đấy, bác nào yêu mến chiếc nào thì xin báo giùm em theo số điện thoại ở trên màn ảnh 0928 538 538. Rồi, một lần nữa em xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo ạ.